bạn có thể thấy được trên thị trường hiện nay tất cả các dòng máy rửa xe gia đình đều ghi thông số ảo. Đấy là một cái điều mà mình thấy rất là khó chịu. Vì vậy mình sẽ làm những cái dòng máy rửa xe thông số chuẩn để định vị cho các bạn lại thế nào là thông số. Slogan thể hiện rất là rõ ràng luôn: thông số chuẩn không ghi ảo, thông số chuẩn không ghi ảo, thông số chuẩn không ghi ảo. Trên máy này có 3 vị trí, bên mình nhắc đi nhắc lại cái slogan đấy và mình thể hiện cho các bạn thấy thế nào là thông số chuẩn. Ví dụ như con này, xác máy của nó, nguyên cái xác máy này nặng 14,5 kg, rô của nó là rô lớn 110, đầu bơm lớn, và mình sẽ test cho các bạn nhá để cho các bạn thấy nó như thế nào. Về công suất là 1600W. Bây giờ mình sẽ kẹp dòng để đo công suất, mà không sợ ảo thì các bạn cứ kẹp dòng là chuẩn luôn. Ôi, test cho anh em xem, kẹp dòng này có 3 thông số: áp lực này, lưu lượng này và công suất. Thì mình sẽ đo cho các bạn xem công suất thực tế của con này là như thế nào. Có phải là 1600W hay không? Dòng 6.7A đúng không? 6.7A nhá các bạn nhá. Đó là 1600W rồi. Cực kỳ mạnh luôn. Tiếp theo mình sẽ đo cho các bạn xem lưu lượng nước của nó là bao nhiêu lít một phút. Các bạn thấy thông thường các cái dòng máy rửa xe gia đình trên thị trường nó chỉ rơi vào 5 lít hoặc 6 lít thôi. Đây mình test cho các bạn xem bao nhiêu lít. Khi các bạn tính lưu lượng nước thì nhớ ấy nhá. Tính lưu lượng nước thì chúng ta tháo súng xả luôn cho nhanh. À, chuẩn bị chưa nào? 1, 2, 3. Mười sáu giây rồi. Test nhân phẩm, đây gọi là test nhân phẩm ấy. Bạn nào gian dối là biết ngay. Bao nhiêu giây rồi? 37 giây rồi. 38, 39. Anh coi chuẩn bị bấm tắt. Một phút thì phải ấn tắt chứ. Chưa được. 60 giây mà. Bảo một phút sân còi loạn ấy. Không thấy. Chưa được. Rồi, đây một phút nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Đây trừ bì đi. Đây là 12 cân nhá. Vừa nãy cân lên là vừa nãy cân bì là bao nhiêu nhỉ? Cân bì 1 cân. Ôi, tính ra con này 11 cân à? Ô, thế này ghi ảo rồi, ghi trên máy có 9,6 lít thôi. Mà thực tế là 11 lít là nào? Ảo quá anh em ạ. Thôi vẫn nào. Rồi, anh em có thể thấy được nhá, mình đã đo cho các bạn lưu lượng này, đo cho các bạn công suất này, áp lực thì đấy, mình đã test cho các bạn xem áp lực có như thế nào. Đây gọi là thông số chuẩn không ghi ảo nhá. Nếu anh em nào mà mua những cái máy rửa xe trên thị trường mà các bạn thấy 2-3000W thì các bạn nhớ kẹp đồng hồ, kẹp dòng cho mình khi mà máy vào tải, xem là cái dòng tải của nó là bao nhiêu, các bạn đo lưu lượng là bao nhiêu thì các bạn sẽ biết được cái thông số đấy nó có chuẩn hay không. Đối với những cái dòng mini này 1,6 kg là quá lớn rồi, chứ không phải là nhỏ đâu. 1,6 kg, con này là rô 110-100. Bọn mình khẳng định các bạn luôn là tất cả các mẫu trên thị trường mà kiểu xách tay như thế này loanh quanh nó chỉ có 1,2-1,4 kg thôi, cùng lắm là 1,6 kg. Như này là to lắm rồi đấy. Cái đầu bơm bên mình nhìn nó đã khác hẳn rồi. Rồi nếu anh em nhu cầu thì có thể liên hệ nhá. 3.950.000 cho mẫu này. Cảm ơn anh em đã quan tâm.